Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức cắt áo mà công thức các bạn sẽ cắt áo hai dây nhé, áo dây mặc nhà hoặc là mặc đi chơi này, ngực 84 này, eo 64 này, mông 88 này, đấy hạ ngực này 23 này, hạ eo này 36 này, dài áo 50 này, đấy, vai 35 này, bắp tay 27 này, không có giày tay vì đây là áo hai dây. Đấy, thì bây giờ ta có các số đo như sau. Giải 50 ta có đây. Thứ nhất là ta bắt đầu ta tính đường hạ ngực rồi. Các bạn lấy cho mình hạ ngực 23. Hạ ngực 23, hạ eo 36. Giải áo 50. Thì xuôi vai là 4 phân, vai 35 1 phần 10 vai cộng 0,5 là bằng 4 phân, 1 phần 10 vai cộng 0,5 bằng 4 phân. Ta có các đường hạ rồi. Thì bắt đầu đó. Ta lấy các kẻ các đường ngang, đường hạ. Kẻ thước vuông góc ta kẻ các đường hạ. Rồi, áo sắt nách thì ta cũng có công thức như sau là 1 phần 4 ngực, hạ nách bằng 1 phần 4 ngực. Đây bằng 1 phần 4 ngực, 1 phần 4 ngực, ngực 84 bằng 21. Đây ta lấy luôn là 1 phần 4 ngực. Đấy, áo sắt nách bao giờ cái nách nó cũng hạ nách bằng 1 phần 4 ngực. Tính từ điểm xuôi cổ xuống, tính từ điểm xuôi cổ xuống. Ta có các đường hạ rồi, bắt đầu ta lấy các đường ngang. Đây là vải cấp đôi thì bắt đầu ta lấy các đường ngang thì là bây giờ rộng, ta cứ vẫn vẽ rộng vai như bình thường. Đấy, rộng cổ 6 xăng, rộng vai bằng 1 phần 2, vòng vai bằng 17,5, vai 35 chia 2 bằng 17,5. Mình có vẽ như bình thường để ta đo cái điểm dây của cái dây áo ngực. Đây ta đo, đây ta vẽ như bình thường. Riêng công thức mà để mà cắt là áo hai dây thì ta đây có 1 phần 4 ngực cộng cơ bản cộng 1,5 cho mình thôi. 1,5 là ở cái điểm hạ ngực này, các bạn vẽ vuông lên cộng 1 phân thôi. Đấy, cộng 1 phân, 1 phần 4 ngực cộng 1 phân thôi. Đấy, các bạn mặc rộng thì các bạn mới cộng 1,5 phân, nhưng thông thường thì 1 phân thôi. Đấy, ngực 84 là bằng 21, 1 phần 4 ngực là bằng 21, các bạn vẽ 21. Các bạn vẽ vuông góc lên đường hạ nách cũng bằng 21, các bạn vẽ vuông góc lên như thế. Rồi, ok. Đấy. Được như thế, rộng ngang eo. Rộng ngang eo thì bắt đầu ta tính là công thức bằng 1 phần 4 eo cộng ni cộng 1. 1 phần 4 eo là gì? Eo 64 sẽ là bằng 16. 16 các bạn cộng 3 phân ni cộng 1 phân cử động là 4 phân. Đấy. Rồi, phần mông là bằng 1 phần 4 mông cũng cộng 1. Đấy. Mông 88 là bằng 22 cộng 1 bằng 23 xăng. Đấy, 23 xăng. Rồi, các bạn kiểm tra từ đây xuống dưới này là được bao nhiêu phân? Rồi, 18 xăng ở đây. Đấy.
Thì đây trên 18 sao các bạn vẽ vẽ như bình thường. Bạn vẽ đường sườn áo này. Các bạn lấy từ điểm rộng ngang ngực này, các bạn kẻ xuống đường đến phần rộng eo và các bạn nối đến phần rộng mông. Làm sao cho được đầm đừng áo nó trơn, đều, luột, đẹp. Đấy. Sa gấu các bạn sa gấu 2 xăng cho mình. Sa gấu áo 2 xăng cho mình. Rồi ok. Bây giờ các bạn vẽ ly. Ly được rộng ngang ly bằng 1/10. 1/10 ly cộng 0.5. Đây. 0.5 đến 1. À, cộng 0.5 đến 1. Rộng ngang ly bằng 1/10 ngực cộng 0.5 đến 1. Đấy là điểm rộng ngang ly. Đây mình lấy là 1 nhá. Đây được 10 xăng này. Ở dưới các bạn lấy trích ra 1 xăng là bằng 11 xăng, mình kẻ một đường vuông góc xuống. Ly nó trích ra phía sườn. Đấy, thì nhìn trong cái ly nó đẹp hơn. Rồi, đây ly của bạn là 3 xăng, bạn vẽ 3 xăng ly như bình thường. Rồi đây thì bạn vẽ vuông góc lên. Và rồi bạn vẽ đây. Thì trên đây các bạn lấy lên là tầm 7 phân. Đấy, từ điểm hạ ngực các bạn lấy lên 7 phân. 7 phân đến 8 phân. Đấy, nhưng thông thường mình lấy lên 7 phân. Đấy, để mà làm đường ngang ngực. Đấy. Như bạn thì lấy lên 8 phân. Đấy. Nhưng có bạn lấy lên 7 phân. Thì mình lấy lên như thế này. Ở dưới này. Ở đoạn dưới này các bạn xuống cho mình 2 xăng. Làm đường cong ngực. Đấy. Làm đường cong ở ngực ra. Các bạn được kẻ như này. Làm cong xuống này. Đấy. Ở đây các bạn cũng làm đường cong lên như thế này. Đó. Ở dưới các bạn đặt dưới thước là kẻ đường làm đường cong lên như này. Đó. Rồi ok. Ly các bạn kẻ thẳng lên trên. Như này các bạn kẻ thẳng lên trên. Và các bạn làm cho mình cái ly 2 xăng, 2 phân ly ở đây. Và các bạn chạy thẳng vào đây. Đấy. Các bạn làm cho mình cái ly 2 phân đây chạy thẳng đây. Đấy. Và các bạn sẽ cắt đứt cái này ra. Cắt đứt cái phần này ra này. Đấy. Cắt đứt cái phần này ra. Thì bắt đầu các bạn may vào đây, cắt đứt cái phần này đi. Thì các bạn tính đường may. Đây các bạn để 1.5 phân đường may. Gấu áo các bạn để 3 phân đường may. Trên này các bạn để 1 phân đường may. Chỗ đoạn cắt ly cắt này ra này. Cắt bỏ phần này đi. Cắt bỏ phần này đi. Thì bên này các bạn để 1 phân đường may, cộng 1 phân đường may. Bên này các bạn để cộng 1 phân đường may. Và bắt đầu ta đánh ra. Ta đánh dấu này. Đây là thân trước này. Vải chính này. Nhân 1 phân này. Nhân 1 này. Nhân 1 bởi vì sao? Bởi đây là đường gấp đôi này. Đó. Đây này. Đấy. Các bạn nhá. Đánh đây là số 1 này. Các bạn đánh đây là số 2 này. Để cho biết rằng là đâu là thân trước, đâu là thân sau. Tức là các bạn cắt đứt này, cắt phanh này ra thì các bạn không lấy vào thì làm sao người họ biết là chỗ này, phần này là phần của thân trước. Đây bạn ghi đây rồi thì bạn biết làm sao đây được phần thân trước. Thì các bạn kẻ vào đây. Các bạn ghi thân trước vải chính. Đấy. Đây là sống vải cấp đôi rồi thì bạn chỉ đề là đây sống vải cấp đôi rồi.
thì các bạn chỗ nào cắt tách ra thì các bạn ghi chữ nhân 2. Nó là hai lá mà. Bên này một chiếc, bên này một chiếc, còn chỗ nào gấp đôi là nhân 1 thì bạn ghi nhân 2 vậy. Đấy. Bắt đầu các bạn đo dây này. Đo dây từ đây đến đến vai các bạn đo được bao nhiêu dây? 14 xăng dây. 14 phân dây. Còn để giữ 14 phân. 14 cm. Đấy, để bạn các bạn cộng với cả thân sau vào, để các bạn cộng với cả thân sau vào xem nó là được bao nhiêu cm. Đấy. Thì là cái dây nó xem độ dây của dài nó là bao nhiêu cm. Nhé.